Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng. Mình cũng xin chúc tất cả các bạn đang xem video mình ngày mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Thì video ngày hôm nay mình cũng lên đường để đi thăm 40 cái bãi gắn nha các bạn. Nói chung luồng bãi này thì dùng đất mới của mình. Cử này là cử thứ ba nha các bạn. Thì bữa nay cũng được 4 đêm rồi. Hổm gài mình thăm mấy cái luồng bãi bên kia, mình thấy gắn hình như nó đang dậm chạy lại nha các bạn. Ngày hôm qua thăm bên kia cũng có gắn nhất đi trở lại La Gai rồi đó. Thì luồng bãi này á, mình có đặt một số á, cũng gần nhà, cho nên á, thì khúc nào mình quay được quay, còn khúc nào quay không được mong các bạn thông cảm ha. Tại vì mình đặt khu này á, là nói chung sát sát nhà nhiều hơn là đặt ở ngoài vườn dưới ruộng nha các bạn. Thì mình ra tới điểm rồi, cũng để tránh mất thời gian các bạn. Giờ mình mời các bạn trải nghiệm cùng mình thăm luồng bãi 40 cái dùng đất mới hôm nay cử thứ ba, thử coi có chinh phục được con gắn lớn nào không nha các bạn. Đằng trước đây là cái bãi đầu tiên của chuyến thăm hôm nay. Cái bãi đầu tiên này thì mình thăm hai cứ rồi, hình như nó cũng dính được con gắn nhị, con gắn ba nữa nè. Thì hành trang mình đây nha các bạn. Một cái bãi xe cua. Đây là lúa, chuột, túi lứ. Ha, cái bãi này bữa nay có phân nữa nè các bạn ơi. Phân văng lên tới đồng hôm luôn nè các bạn. Bự nhỏ đây, hai cứ gọn con nhị con ba nha các bạn cứ này. Ha, cái bãi này khá nặng các bạn ơi. Hy vọng hữu hành coi, mà phân 4 kiểu này là hữu hành đa số 99% hữu hành nha các bạn. Thấy phân này cậm cộm có khả năng gắn lớn nè. Cũng nặng các bạn ơi. Quá đã các bạn ơi, con hành nhất. Mới mở hàng cái đầu tiên làm con hành nhất rồi. Mấy cái đầu tiên có hàng khủng nữa nha các bạn. Quá phê bạn ơi. Phân xanh xanh mà cộm cộm là mình nghi nha các bạn. Mình nghi là ưa có hàng khủng á. Phân mà nó xanh xanh cộm cộm là đã lắm. Mới cả đầu tiên. Để mình xích ra đây mình bắt ra bạn. Khu này thì cũng có đồng nghiệp đặt rồi. Cái lúc mình đi qua đặt thì mình thấy đồng nghiệp cũng có bỏ vỏ bao đó. Chắc cuốn chắc tầm tháng mấy, 2 tháng trước vậy. Quá đã bạn ơi. Làm gì vậy, mới cái đầu tiên mà cái nhi có hàng lớn là thấy khỏe rồi đó bạn. Thấy bữa nay cô bộ tình hình này là im. Ôi ôi đã. Phân nó thịt lên tới đây luôn nè bạn. Con này cỡ 6 lần mấy, 7 lạng gì nữa bạn. 7 lạng hơn, 7 lạng không chừng nữa đó. Quá đã. Rồi túi mới. Quá ngon bạn ơi. Còn gì bằng. Nói chung có khi mình đi ha, là mấy bữa cử gò nguyên tua gò mình thăm nguyên cái luồng bẫy bên kia là nó không chạy gắn nhất luôn mà. Bắt đầu là bây giờ mình thấy gắn nhất nó dậm đi lại là đây sắp tới mình thăm là có gắn nhất chạy gì đó bạn. Mình mà thăm một luồng mà nó chịu chạy có một hai con gắn nhất đi là mấy cái luồng sắp tới của mình là nó đều chạy gắn nhất nha bạn. Ngộ đó. Còn nó không đi rồi nó nín rồi ha, là mình nói chung là mình đi thăm mà không dính gắn nhất ha, là nó không dính hoài đó. Mà hô nó chịu đi một cái là nó đi luồng nào cũng có hết. Ngày hôm qua mình thăm luồng bên kia cũng hai con ngày qua con đâu được có 6 lạng chứ con đâu được 7 lạng rưỡi. Còn bữa nay thì sao đây, bữa nay mới mở hàng cái đầu tiên làm con bự rồi. Con này 7 lạng 7 lạng rưỡi nữa nè. Ôi ôi, con này 7 lạng rưỡi 8 lạng luôn bạn ơi. Con này thủ 7 lạng rưỡi 8 lạng. Quá phê. Đã. Còn gì bằng khi mới cái bẫy đầu tiên mà hốt con nhất kiểu này ha các bạn. Con này 7 lạng rưỡi, thủ 7 lạng rưỡi rồi đó. Quá đã. Con hành bóng lộng bạn ơi, quá phơi, cổ siết tay mình rồi bạn. Rồi, bây giờ mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Thì cái bờ này mình đặt có hai cái ha. Rồi bắt đầu là mình chịch vô gần mé nhà người dân rồi đó. Quá đã. Cái bãi thứ hai của chuyến thăm hôm nay. Cái bãi này mình thăm hai cỡ gò cũng không dính nữa bạn. Mình đặt cái bãi này ngay chân chỗ đồng nghiệp đặt gầu luôn nè. Vỏ bao của đồng nghiệp bỏ lại nè bạn. Để lấy ra đây.
Hồi như chạy thành ba bạn ơi. Chạy gắn ba. Để mình chui ra cái nghe bạn, để trong bụi chuối nó bịch. Hai cái chạy hai con. Quá đã. Rồi, để mình tranh thủ bắt ra luôn. Bữa nay thấy tình hình của bộ im. Mới vô hai cái chạy hai con, con nhất con ba. Con ba này thì cũng không lớn hung. Mấy con nhỏ nhỏ này thì chủ yếu mình vớt tiền chuột nha bạn. Vớt tiền chuột là bậy nó. Con này đâu chừng lạng hả bạn ơi. Rồi, giờ mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Bờ này lúc mình đặt á, thì còn cỏ. Giờ chủ vườn ta xử lý cỏ. Chống. Cỏ xanh xanh chứ đặt dễ chạy gắn hơn là cỏ. Hay là xử lý cỏ. Xử lý cỏ trời nắng. Gắn đi yếu chứ gắn bự nữa cũng ít đi. Thôi cái bẫy này hao chuột các bạn ơi. Rồi, giờ để mình vô chuột đặt lại. Kiếm đồ mình phá phủ cái bẫy này lại được để trời nắng hao chuột. Trước cặp mé đường lộ đây mình cũng có cái bẫy mà. Cái bẫy này cử đầu tiên mình thăm dính được con gắn nhất nữa mà. Cử rồi thì thăm nó không dính ha. Đây thì mình đặt cũng gần ngàn văn. Sát mấy lộ. Bẫy này mình đón còn con nữa. Mà cử rồi nó chưa dính. Mùa này thì nó từ từ nha bạn. Không phải như tháng 9 tháng 10. Tháng 9 tháng 10 là nhiều khi cử đầu dính là cử sau không dính nữa rồi đó. Còn cử này nhiều khi 2-3 tu nó mới chịu dính. Cái đống này thế nào cũng còn con. Tại đợt đó mình bắt hết con nhất rồi. Không có phần thiếu chừng để lấy ra cái nha bạn. Tại nhét tút thì nó mới vừa. Rồi có phần nha bạn. Đây. Đã không bạn? Một bệt. Thôi được con hành nhị bạn ơi. Rồi con gắn nhị. Gắn nhị này cũng chậm nha bạn. Giờ để mình đặt cái bẫy xe cua lại. Rồi mình một hơi chỗ nào trống trống bắt gắn ra nha bạn. Tại chỗ này ngay mé lộ gần nhà người dân á. Ngon lành nha bạn. Con gắn nhị cũng trọng á. Phần nó ị một bệt. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Cái bẫy trước này là cử đầu tiên mình cũng bắt được con gắn nhất nữa mà. Cử rồi cũng không dính. Để mình lấy mấy được lúa. Que gì. Rồi cái bẫy này hao chuột rồi bạn. Bẫy này là cử đầu tiên thăm dính được con gắn 8 lạng. Đặt ra mình bắt gắn khi ra luôn. Nãy mình đặt cặp mé lộ của nhà người dân nên mình không có bắt gắn ra chỗ đó được. Không các bạn cảm ha. Gắn nhiễm chậm lắm mà. Chỗ đó mình bắt được con nhất rồi đó. Chỗ dính cái con gắn nhì này nè. Mình bắt được con nhất rồi. Giờ dính được con nhì nữa. Nhì này cũng chậm nha. Ra đi em. Còn ngại ngùng gì. Lo chịch đầu này thôi. Dùm con vậy đó. Nó không chịu quay đầu luôn á. Ý bãi phăng. Ra cái chạy liền heo à. Con này tầm cả 3 lạng rưỡi 4 lạng nha bạn. Gắn này mình cầm thấy nó chị chị có khả năng được 4 lạng đó bạn. Không ba không bốn lạng cũng 3 lạng rưỡi. Rồi. Mới một con nhì đầu tiên nha bạn. Nãy thì đừng con nhất với con gắn ba, nãy giờ ba con, nhất nhì ba, có đầy đủ rồi đó. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo, gắn mà trong bẫy mới ra con nào nãy nó ỉa gì không các bạn. Chụp nó là nó ít vô tay mình liền đó. Ngon lành.
cái bẫy lần trước mình cứ rồi mình thăm dính được con rắn nhì nữa, nhì bự. Cái này thì sao đây? Để mình lấy ra cái nghe bạch, tại tôi cũng không nhìn cũng không thấy được. Nhẹ que. Rồi, chiếc này cái bẫy này hao chuột rồi bạn ơi, để mình vô chuột đặt lại. Đặt chỗ này hai cái. Cái bên đây hao chuột. Còn cái bên đây thì sao đây? Đặt cái này sau hè, kế nhà người dân. Mình kiếm mấy con lớn nha bạn. Hồi cái bãi này dính hổ hạnh bạn. Con này bộ mới vô sao cái bụng còn chì phì. Cái bụng nó nè bạn. Con này mới vô nữa bạn. Mới vô nó ăn chuột mình bụng còn chì phì. Mình xích xích ra đây mình bắt ra. Qua đây cho có bóng mát cái nha bạn. Nó nắng quá. Hồi ơi, như hai con hả vậy nghe bạn? Một cặp hả vậy? Hai ngắn ba không vậy? Một cặp bạn ơi, hai con lượt thiệt rồi. Hai con ngắn ba không phải con ngon quá. Bên cạnh bẫy nó nặng nặng. Con nhào ra trước nha bạn. Con này đâu tầm cỡ ngàn gửi à. Cỡ ngàn gửi nha bạn. Còn chấm con nữa. Ra đi em. Hai con cỡ cỡ một bạn ơi. Con này thì chuột nhâm nó quá bạn ơi. Con này chuột nhâm nhâm mà mình thả nó luôn nha bạn. Thả cho nó bò đi luôn. Bắt con thôi. Tại có mấy con nhâm nhâm đó vậy mình cũng không xài gì được. Thả cho nó ra ngoài vậy chứ nhiều khi nó lớn nha bạn. Còn con này tầm cỡ ngàn gử. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Bờ này mình cũng có hai cái bẫy. Lúc mình đặt thì cỏ nó xanh mà. Bây giờ người ta xử lý cỏ. Rồi đây nè bạn. Hồi cái bẫy này hí ra thấy có phân nha bạn. Không biết lớn nhỏ thì phân búng ra văng rồi hôm nè. Mình lấy ra cái bạn. Hồi được con rắn nhì ngon quá bạn. Quá đã. Hồi con rắn nhì bành kinh nha bạn. Rắn này nhì mà nhì đại. Ngon lành. Ở đây thì mình đặt hai cái nha bạn. Bờ này đặt trong đây một cái, xích vô trong sát nhà dân đó một cái bạn. Trong đó là nhà người dân. Để mình bắt đây luôn. Bờ này im quá. Bờ này có dịp mình chắc mình dặm vô thêm các bạn. Tại cái bờ này thì nó nằm ngay nó lớn, nó dài ra tuốt ngoài đó lắm bạn. Từ ngoài đó dài vô mà mình đặt cái bờ này chỉ có hai cái thôi. Mà cái lúc mình đặt cỏ xanh giờ mình thấy ra xử lý cỏ cái mình cũng hơi ngán ngán. Xử lý cỏ rắn nó sẽ đi yếu. Chỗ nào nhiều vậy nó mới đi thôi, chứ còn không mấy bình thường nữa, nó đi hơi yếu. Nó kiếm mấy chỗ cỏ xanh nó đi kiếm ăn á. Này chạy mưa xuống, chạy mưa xuống cỏ nó búng lên lại. Với phần chạy mưa một là cỏ búng lên lại, hai nữa là nó có độ ẩm các bạn, nó ủ ủ á, rắn nó đi mạnh. Mình ngồi ngay đây ngay trời nắng nha bạn. Chỗ này không có bóng râm. Nên có chó chó các bạn thông cảm nha. Vô gì mà chuột từng dữ. Rắn là bệnh kia, nó nhì. Nhì mà nhì đại. Dạ đi em. Ngày đây nắng lắm em.
hơi đi dưới, hơi đi trên. Ừ, đúng rồi, ra luôn, đúng rồi. Ồ, con này tầm cỡ 4 lạng rưỡi nha bạn, 4 lạng rưỡi nửa ký. Quá đã. Con này nữa cũng được hai con gắn nhì rồi đó bạn. Nói chung là bữa nay tới đây thôi mình thấy cũng đủ sống nha bạn. Tuy gần gắn nó dính không nhiều mà nó dính gắn trọng trọng nè, mau mau kiếm tiền lắm bạn. Được con nhất hai con nhì là thấy sống khỏe rồi đó. Mình thăm nó nào ngay nãy giờ cũng chưa có được nhiều cái bẫy. Luồng này tới 40 cái nha bạn. Lúc trước mình mới đặt có 25 cái à. Nhưng mà mình đặt cái mình thăm cử đầu mình thấy im quá nên mình dặm vô thêm, giờ luồng này 40 cái à. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Trước đây mình cũng có cái bẫy, cái bẫy trước mình cứ gọi mình thăm dính được con gắn nhì nữa. Rồi, bữa nay có phần nữa nha bạn, phần sáng quần nữa nè bạn. Quá đã. Rồi, cũng hơi nhẹ. Con này gắn ba hay là gắn nhì nha bạn. Để mình chịch chịch vô mát các bạn. Xích vô đây có cái bóng gầm. Quên mình mấy bữa nay em trời cũng hét nắng lắm. Trời này mà có đám mưa ngon lắm mà. Có đám mưa dùng bẫy của mình chạy thì hiệu quả. Đi có lắc các bạn cảm nha. Khi mình cầm vỏ chạy nắng mệt. Đi cỏ nó dướng dướng. Vô bóng mát ngồi cái khỏe. Gắn này chắc gắn ba bạn ơi. Đúng rồi, gắn ba. Phân thải bệt. Còn phải phân trong đó là cử gồi. Vô đây ngồi dễ lau mát ra khỏe. Đây, nãy giờ mới có được nhiêu đây nha bạn. Nhưng mà ngon nha bạn, gắn bự bự không à. Còn nhất hai con nhì. Như được hai con gắn ba nữa vậy. Con này là con gắn ba thứ ba. Con nhất hai con nhì đó là thấy sống khỏe rồi đó. Đi bữa nào có nhất à, thấy khỏe mình. Con này đâu cũng cỡ hai lạng nha bạn. Gắn ba này cũng chậm chậm. Hồ rồi ra cắm ịt ịt. Con này được hai lạng. Rồi giờ để mình bỏ vô nha bạn. Bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Gà cắm ịt lên tay mình liền. Nói chung gắn mà mới dính vậy đó bạn. Nó dính rồi nha. Mà bắt ra khỏi cái bẫy là nó ịt ịt liền đó. Để mình bỏ vô. Đi đặt cái bẫy này lại rồi đi tới cái tiếp theo bạn. Cái bờ này ngon quá. Cái bờ này có người ta xử lý rồi. Vì mà gắn nó cũng chạy phà phà. Bờ này mà kỳ hãm đặt lúc cỏ xanh được ngon lắm. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Cái bờ này có mưa ngon lắm. Tại bờ lớn, nó khô. Có mưa cái là nó gắn nó dễ chạy. Bẫy mình sao nhỏng lên mà không thấy phăng phiếu chứ. Nghe que. Rồi, cái bẫy này còn em tí. Tặng cho em nó bịt lúa. Đặt lại hay giảm cử sau. Bờ này mình cũng có một cái bẫy. Cái bẫy trước này lúc đợt hở mình thăm đâu nó dính một cặp. Mà con ngắn hai gắn ba không à. Đốn chuối cũng vậy trong lỏng này. Cái bẫy này không thấy phân mà thấy hơi lắng láng. Rồi cũng nặng nặng như vậy. Con gì đây? Hồi tôi con hành nhì bệnh kỳ bạn ơi. Quá đã. Gắn nhì nha bạn. Nhì bự. Phân nó thải mép bển cho. Phải nhiều khi cục phân chà bá mà con gắn nhỏ xíu. Còn cục phân này nhỏ xíu mà con gắn bự nha bạn. Ngon lành. Để mình xích xích lên này bắt ra luôn. Chuẩn cắn cái bao cỡ này nữa. Hồi tôi nó ổi mồi ra luôn bạn ơi. Gắn nhì. Nãy giờ gắn nhì bự bự không? Nhì chậm chậm thôi. Con này nó cũng ba con nhì. Ba con nhì này ký mấy. Bữa nay nhì chạy đỡ, nhì bự bự thôi.
bạn nằm xe xe trong rồi. Dạ đi em. Dạ đi em. Ồ, con gì này tầm cả 4 lạng, hơn 4 lạng nghe bà. Nãy giờ ba con gì con nào cũng bự bự không bà. Ba con gì này không khí đu mấy rồi đó. Đã bữa nay ngon lành rồi. Còn ngày nữa mình cũng được ba con gắn nhì, một con gắn nhất với mấy con gắn ba nghe bạn. Gắn ba thì con hơi bé bé, chứ còn gắn nhì với gắn nhất thì im im. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn này. Quá đã. Như đây mình có cái bẫy mà, để mình nhớ cầm đặt khúc nào nè. Bên đó là nhà người dân. Đặt đây bằng. Để mèo quá. Nắng quá hào chuột không chị. Có phăng phiếu nữa. Không thấy phăng phiếu chứ. Rồi cái bẫy này hao chuột rồi bạn ơi. Để mình vô chuột đặt lại. Bờ này lúc mình đặt thì cỏ xanh, bây giờ ở đâu chủ vườn ta cũng xử lý cỏ nữa bạn. Mương này thì nước hơi cạn, gắn có khả năng nó xuống sát dưới mé, nó đi dưới mé đó bạn. Mình đặt dưới mé thì lỡ mà chủ vườn cho nước vô thì hao chuột lúc bẫy. Còn trên này thì khô quá nên tỷ lệ khó dính. Trời có mưa mưa xuống á, mưa lớn lớn xuống nhiều khi nó lên trên đi mất trên này. Bẫy mình đặt đây chống lỏng luôn, cho xịt cỏ rồi cái nó chống rồi. Sao mình thấy lắng láng bẫy này bạn, không thấy phần phiếu chừng thấy lắng láng bẫy. Hồi vậy mà cũng dính con hổ hành nữa bạn, nhưng gắn ba hay gì đấy biết. Dính dướng lên. Hồi con này có khả năng được nhì nha bạn. Có khả năng được ba lạng. Để mình chịch qua đây nó có cái bóng mát, mình bắt con rắn này ra luôn. Chung mấy bờ này thế bờ cao lắm các bạn, cái thế bờ này á ha, mà tầm tháng 9 tháng 10 á ha, mình đặt là nói chung có khả năng kinh được rắn hàng ký các bạn. Mấy bờ bạn thấy xung quanh đây nè, bờ nào bờ nấy cạnh cạnh không các bạn, mà mình đặt hư bẫy lắm, tại vì do cái thế nó chưa có đã, chưa có đúng mùa, nó chưa đúng thế, nó mà đặt nó chưa có đủ độ phê. Mấy bờ này mà tầm cả giữa tháng 8 tháng 9 tháng 10 ba tháng đó mà đem kinh mấy cái bờ này thì thôi vô mắng liền. Thì luồng bẫy này nếu mà nó dính tới đó luôn bạn là mình neo tới đó luôn đó. Còn sợ nhiều khi giữa chừng nó ngưng gắn không đi nữa, mình mới rút mình chạy nền thôi. Hoặc là mình rút đi điểm mới thôi, chứ ngoài ra nếu cái này nó còn chạy lai gai mình neo tới tháng 9 10. Cái bờ này tới đó nhất định có gắn lớn là đi liền, bắt dính liền. Còn cỡ này thì còn hên xui. Này tại nó đi tàn lan chừng. Do cái khu này rộng bờ lớn quá. Nhiều khi nó đi tuốt dưới mé không chừng, tại mấy miếng này ta hay chắc nước ra vô. Con này thì mình đoán chắc vừa đủ 3 lạng quá bạn. Còn không đủ 3 lạng cũng 2 lạng 7, 2 lạng 8. Mình cho nó gắn 3 đi bạn ơi. Chung lạng gắn 3 này, gắn 3 bự ha. 3 này 2 lạng 7, 2 lạng 8 đã. Cũng được, có gắn 3 này mình vớt tiền chuột. Còn mấy gắn bự thì mình lời. Con này bộ mới ăn sao thấy cái bụng còn phì phì đấy không biết. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo bạn ơi. Đặt lại cái bãi này luôn. Nói chung bờ này thấy nó chạy thôi, mình cũng kiếm cỏ mình lấp lấp lại đặt thử coi có hên chạy gắn lớn không. Trước sau nhà người dân đây mình cũng có đặt cái bẫy mà. Luồng bẫy này á thì nó nạo ngay. Những cái nào không dính á, mình có quay mình cũng cắt bỏ bớt nha các bạn, để cái video nó dài phần, chứ còn phần nữa lộ điểm bẫy mất công, nhiều khi nó hao hụt bẫy mình. Còn cái nào có dính rồi á thì nhiều khi có mắt nó mình cũng gỡ vốn rồi được nha các bạn. Cái bẫy này chống quét nữa rồi. Sao thấy nặng nặng mà còn dính hả vậy? Hồi dính gắn ba bạn ơi. Gắn này nhỏ chứ không lớn. Gắn nhỏ chạy trước, gắn lớn chạy sau. Hy vọng là nó sẽ vậy.
Để mình bắt ra luôn. Cái anh nhào liền ha. Con này thì cỡ tầm cỡ lặng mấy hả bạn ơi? Cỡ lặng gửi. Trời có đỡ hơn không? Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Bà này chủ vườn cũng xịt cỏ nữa. Không lắm. Bẫy mình chống khê luôn. Mấy thê bẫy này nói chung không có hố ngựa, chứ có hố ngựa dễ dính lắm mà. Mấy đặt bẫy 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 chống chống nè. Con ngựa là dính liền á. Rồi, cái bẫy này còn chuột bạn ơi. Để mình vô lúa đặt lại. Ra khu này cũng còn số bẫy nữa, cũng hết bẫy rồi bạn. Giờ này chủ vườn ta đi vườn quá. Dưới đây mình cũng có một cái. Cái bẫy này như lúa ém nha bạn. Không thấy phải phân mà hình như lúa ém ém ra nè. Hồi cái cổ hạnh luôn. Nó nằm cái trên bịch lúa luôn kia bạn. Nằm cái mỏ ngay bịch lúa luôn. Bự nhỏ đây. Để mình chích vô đây một cái. Hồi được con hạnh nhì nữa bạn ơi. Con nhì này không lớn hung ha. Nhưng mà cũng được. Phân nó thải chút mét bảnh kìa. Con bẫy này bữa nay ngon lạnh đây. Nay chạy chim hả bạn? Tuy rằng số lượng gắn không nhiều nhưng mà có một cái gắn bự nha bạn. Gắn có giá trị không đó. Nhào ra chạy liền ha. Con này tầm cỡ 3 lạng 3 lạng 2 hả bạn ơi, không quá bự ha. Được chắc 3 lạng 2. Quê mình thì 3 lạng người ta đã bắt gắn nhất rồi. Ủi gắn nhì rồi nghe bạn. Cho nên 3 lạng 2. Con này 3 lạng 2 vừa qua gắn nhì một chút. Con này nó cũng 4 gắn nhì đó bạn. 4 con nhì. Con nhất nha bạn. Mà nhì 3 con nãy con nào nó bự bự không bạn. Nhì bự hơn con này không. Mấy con nãy 4 lạng 4 lạng mấy. Có con 5 lạng không chừng nữa đó. Quá đã. Rồi, giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo. Nói chung tới đây thôi cũng đủ nói là được chúng mánh nha các bạn. Các anh em thì không biết sao chứ như luồng bẫy mình ha. Điền cử con gắn nhất, 3-4 gắn nhì, mới gắn 3 thôi là mình thấy đủ sống rồi đó các bạn. Gắn 3 thì giống như mình lắp qua tiền chuột. Còn gắn nhất với gắn nhì là mình lời nha các bạn. Tại mình đặt ở đây thì nó nào ngay cũng gần, chi phí nó cũng không có nhiều ha. Rồi, bây giờ bỏ vô mình sẽ đi tới những cái bẫy còn lại. Trước đây mình cũng có cái bẫy. Bẫy này mình đặt mép đó rồi. Để mình qua một cái. Trời ơi cái bẫy này có phân nữa nè bạn ơi. Biết gắn là bự nhỏ cục phân dữ lắm nha bạn. Rồi cũng nhẹ bạn ơi. Phân một bệt văng ra ngoài luôn kìa. Phải phân xanh xanh mới ngon nha bạn. Phân không xanh xanh chứ gắn không lớn hung. Hồi con hành ba bạn ơi, con hành ba mà thải cục phân hết biết rồi. Để mình trở về mép bển lại bạn ơi. Rồi, con gắn này để mình bắt ra đây nha bạn. Mấy khu này mình đón có khả năng gắn lớn còn nhiều bạn, tại gắn con nó còn quá nè. Con đi cử nào cũng có chạy gắn con lai gai hoài là nó còn các bạn. Chứ luồng bẫy này mới thăm có cử này cử thứ 3. Con nào không lấy ra nó ịt ịt nè.
Con này tầm cỡ 1,5 lạng. Ngon lạnh bà ơi. Bãi chạy đều 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 thấy ham quá bà. Rồi, giờ mình cũng còn mấy cái bẫy cuối nè, mình đi về tới nha bà. Cái nào có dính mình sẽ quay chia sẻ các bạn. Ngon lạnh. Giờ này chưa chưa lên cái mình bắt đầu mình nghe người ta ca hơi dê dê đó bà. Trong đây mình cũng có cái bẫy. Cái bẫy trong đây là cái cử đầu tiên mình thăm dính được con gắn nhất, con gắn ba nữa bà. Cử rồi mình thăm nó không dính. Mùa này á, thì nhiều khi một chỗ cái bẫy mình bắt được con gắn nhất rồi bà, nhiều khi mình không bắt được con thứ hai luôn. Còn cái mùa tháng 9, tháng 10 ha, bắt một con rồi trong vòng mình hứa bạn 1-2 cử là bắt được con liền đó. Nó ở một cặp đó. Mà mùa này làm như nó đi hơi xa hay vậy á. Nó chậm dính hơn. Rồi cái bẫy này mình thấy như có phân bà. Phân khô gan nữa bà. Tại mấy bữa nay quê mình hổng gài lâu rồi, em trời không có mưa bạn. Mấy cái nền bẫy nào có mưa ẩm ẩm ỉ ỉ rồi, ngon lắm. Thôi, nó cũng nặng quá nghe bạn. Hồi gơ cổ hành bành kỹ bạn ơi, nó nằm cái bít cái lợp luôn rồi. À, còn này nhất nữa rồi bạn ơi. Để mình chui ra cái bạn. Tại mình đặt giấu cái bẫy trong đây, nó hơi bịch. Ở trên nó bịch bịch mà dưới nó trống lỏng à. Để mình coi chỗ nào mát mát bạn ơi. Đây nóng quá. Chỗ nào mát mát mình bắt gắn này gan, gắn này bự nha bạn. Xích lại trước coi cái bóng gầm này. Vô mánh nè. Bữa nay ngon lành nè. Con này nhất nữa bạn ơi. Cầm thấy nặng chịu chịu. 6-7 lạng gì đây. Hồ con thành bóng rộng đã quá bạn ơi. Đang lội trời nắng mệt. Gặp gắn cái khỏe mình đi. Con này chắc mình đón cả tầm cỡ 6,5-7 lạng đổ lại nha các bạn. 6 lạng đổ lên. Chắc 6,5-7 lạng. Quá đã. Còn đâu có 2-3 cái bẫy nữa cũng hết bẫy rồi. Đằng trước mình cũng nghe người ta ca cà dê cà dê đằng trước. Cử rồi là tới đây người ta ca hát mà mình quay không được luôn mà. Cử này thì mình cũng nghe ca mà ca thì ít hơn. Một túi là đủ rổ khơi chứ bạn. Hổ hành không các bạn, bữa nay chạy hổ hành không luôn á. Trong đây đâu được 4 con gắn nhị, con gắn nhất. Con nhất này là con nhất thứ 5. Nhìn cái túi gắn là thấy phơi phơi rồi đó. Mình còn có 2 con chuột nữa cũng hết chuột. Cử rồi thì cái luồng này á, mình đi thăm á, do là chuột nó nhỏ nó hao rồi. Cái nào nó dính không dính hay hao chuột lắm. Tại vì chuột nhỏ quá đó, mà gặp nắng nè, hôm gà em chạy nắng không có mưa, chuột nó thiếu nước uống. Hồi rồi có đã nè bà, bò ra bóng lộng. Con này mới vô dĩa bóng nè bà. Lắng lứt. Hồi rồi đã. Quá phê bạn ơi. Con này thì tầm cỡ khoảng 6,5-7 lạng đổ lại, 6 lạng đổ lên nha bạn. Chắc 6, cỡ 6,5 à. Nhỏ hơn con nãy, con nãy bự hơn con này. Con nãy chắc cỡ 7,5-7,5 lạng. Thì nói chung cặp này là thấy mình ấm rồi nha bạn. Nếu anh em làm sao chứ không biết, chứ mình mà đối với mình mà quê mình ha, mình đi cử bạn cặp gắn nhất này với 3-4 con nhì như là mình thấy sống dày vậy đó. Cặp nhất này tầm cỡ 1,3-1,4 kg nha bạn. Nãy con vợ con nữa nè, là 2 chú rồi đó. Quá phê. Rồi giờ để mình bỏ vô đi tới cái tiếp theo các bạn ơi. Còn mấy cái bẫy cuối nữa coi có dính con nào nữa không. Còn 2 cái bẫy nữa là hết bẫy mà. Chuối này có đặt con cái. Cái trong bụi chuối này hình như cử trước. Mấy cử trước mình thăm dính con cái nhì bự hết gì. Rồi, cử này hao chuột nha bạn. Giờ mình còn cái nữa. Mình đi thăm, nếu có dính á, mình quay chia sẻ bạn. Còn nếu không có dính á, mình thả về nhà mình tổng kết thành quả nha bạn. Còn cái nữa là hết bẫy rồi. Để mình quay nữa thì cái video nó dài nha bạn. Có dính thì mình quay chia sẻ bạn, còn không có dính thì thôi. Mình thả về nhà, khi nào về tới nhà mình sẽ căn tổng kết quả chiến lợi phẩm. Mình thăm 40 cái bẫy gắn cử thứ 3, dùng đất mới coi được nhiêu nha bạn. Bẫy này hao chuột rồi, mấy bẫy này cứ gò mình chim chuột nhỏ nè. Nên hao. Rồi, giờ để mình vô chuột đặt lại. Mình cũng vừa về tới trại mình nha các bạn. Nói chung mình săn bắt ở đây, có ít có nhiều về mình cũng căng tổng hết quả bạn xem cái ha. Bữa nay nói chung hết chuột luôn bạn ơi.
Còn cái bẫy này mình tính đặt thêm bẫy xe cua mà không có đặt luôn. Tại luồng này luồng bẫy mới á, mình có khả năng dặm bẫy thêm được mà do hết chuột rồi. Tại cử rồi mình đi á, mình thăm á, mình chăm mấy con chuột hơi nhỏ nên cử này á hao quá. Không còn con nữa bạn. Bữa nay trúng mánh nha bạn, trúng mánh với luồng bẫy 40 cái gần nhà người dân đó bạn ơi. Mình vậy là cho trúng rồi đó, còn anh em sao không biết chứ mình mà đi cử mà hai con nhất, vài con nhì mới gắn ba là thấy đủ sống nha bạn. Thì bữa nay mình được hai con gắn nhất, tầm cỡ ký 3 ký 4 đổ lại. Chắc cỡ ký 3 hả bạn, cỡ ký 3 ký 4 gì đó, dưới đâu 4 con gắn nhì. 4 con gắn nhì bữa nay cũng có 3 con gắn nhì bự lắm nha bạn. 3 con nhì đó là cành cành không đó. Thì 4 nhì cũng tầm ký mấy nữa nha bạn, là thấy sống khỏe rồi đó. Trúng mánh với luồng bẫy 40 cái gần nhà người dân bạn ơi. Ngon lành. Thì để mình căng cái được nhiêu. Bữa nào có gắn nhất là bữa đó im. Là bữa đó trúng. Rồi cũng 4 kg 2 nha các bạn. 4 kg 2 mình trừ cái túi 50 g còn 4 kg 1 50 bạn ơi. Như 4 kg 1 đi. Tùy gần cái số gắn á, thì nó không có nhiều nhưng mà nhờ cái gắn bự á bạn. Mình đi thăm này là quan trọng một con gắn nhất các bạn. Tại cái con gắn nhất á, là nó gấp một con gắn nhất mà 6 bảy lạng đâu bạn, là nó bằng 2 kg luôn gắn 3 đó. Còn gắn nhì á, thì cũng được nhưng mà gắn nhì thì giá nó cũng không bằng gắn nhất nổi nha các bạn. Nhì thì nó rẻ hơn. Gắn nhất là có giá trị nhất. Hiện giờ là nói chung là cái chỉ có gắn hổ hành này là quê mình nó có giá trị nhất thôi chứ không có gắn nào hơn được nữa nha các bạn. Gắn hổ thì nó nằm ngay quê mình ít lắm, mà gắn hổ còn bự á, chứ gắn hổ đắt mình mà gắn nhỏ nhỏ các bạn thì nó còn rẻ hơn hổ hành nữa đó. Tại cái luồng bẫy này thì mình mới có 4 đêm thăm mà cho nên nó ói chuột các bạn, nên cái con gắn nhìn nó hơi dơ dơ. Ngon lạnh bạn ơi. Nói chung là trúng mánh với luồng bẫy 40 gái gần ngàn người dân các bạn, một cặp gắn nhất tầm cỡ ký 3 ký 4. 4 con gắn nhì 1 ký mấy nữa đó. Quá đã, quá phê với túi gắn nha các bạn. Rồi, bây giờ mình cũng xin kết thúc video ở đây. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nha các bạn. Để mình có động lực đó mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng máy bay các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.